Vâng, các bạn nhìn thấy đây là chiếc xe gì không ạ? Bỏ ra tầm tiền chưa đến 400 triệu đồng. Chưa đến 400 triệu đồng thôi mà quý khách hàng đã sở hữu được một chiếc xe cao to, gầm cao, máy chất 7 chỗ ngồi, cực kỳ cơ bắp và cực kỳ khỏe mạnh. Nói thật với các bác là con này em vừa mới đi mua về đến đây xong, và vào mua về thì vào quán kia ghé sửa xe. Đây, giấy tờ hãy còn đầy đủ này, vừa em mua này. Đầy đủ hết đây. Đăng ký đăng kiểm đầy đủ hết. Vừa mới mua về đến đây xong, chưa về đến cửa hàng luôn. Và qua quán rửa xe thì em cũng đã rửa sạch sẽ rồi. Đấy, xe không có một tí gì xước xác đây, có mỗi một tí này là chủ xe đi là va một tí vào đây thôi. Cái đấy thì em đánh bóng cái là hết thôi. Còn quan trọng nhất là chiếc xe này, nếu như người nhà em mà đang có nhu cầu mua chiếc xe này thì thà em giới thiệu em bán được người nhà luôn. Vì nó xe nó quá đẹp luôn, mua chính chủ quá đẹp. Đây là một chiếc xe Toyota Fortuner 2011 phiên bản số tự động, máy xăng 2.7V 2 cầu. Một chiếc xe biển số Hải Phòng, gốc Hải Phòng, biển số này là biển số một chủ từ mới. Nhưng chủ xe này đã mua lại từ năm 2020, đã sang tên chính chủ anh rồi. Và biển số ở Hải Phòng thì vẫn giữ nguyên. Xe chạy được 8 vạn, hơn 8 vạn, 8 vạn 8 các bạn nhé. Một chiếc xe chạy hơn 8 vạn thì các bạn biết rồi, 2011, bây giờ là 12 năm chạy hơn 8 vạn, nó quá đẹp luôn. Lốp dép đẹp, sơn si của độ đầu sơn zin của nó còn khá là nhiều. Độ đầu sơn zin khá nhiều. Form dáng thì anh em thấy đây. Đây là một cái chiếc xe mà em nghĩ là nó cực kỳ hợp lý dành cho các bác nào mà thích những cái dòng xe gầm cao, máy thoáng, 7 chỗ ngồi, cơ bắp cực kỳ để đi. Màu đen tuyền, xe chủ xe đi quá giữ gìn và chất lượng cho mọi người. Từ hệ thống đèn pha, đèn hậu của chiếc xe nó còn sáng bóng và sạch sẽ, không có bị vỡ ố như thế nào. Toyota Fortuner V, một chiếc xe này. Và đặc biệt là cái dàn lốp của nó này, 4 quả lốp gần như là mới tinh đình tình luôn. Đó, lốp này, các bạn thấy đây. Dàn lốp này là mới là dàn lốp thứ 2 thôi. Mới là dàn lốp thứ 2 thay năm 2020 luôn. Tức là chủ xe này mua về cái là thay một dàn lốp luôn. Đấy, và bây giờ lốp 2020 mà vẫn còn giữ được cái độ như thế này. Đây đây đây, các bạn nhìn đây. Nó quá là chất luôn, quá là chất luôn. Lốp 2020 luôn các bạn nhé. Một chiếc xe còn nguyên zin từ A đến Z. Máy zin nhá, đăng kiểm tháng 7 năm 2023. Hệ thống đèn hậu và đèn pha của nó này. Đèn bi này, cực kỳ ổn định cho anh em. Rất là sáng, form dáng cực kỳ cơ bắp luôn. Đèn là đèn nguyên zin thôi nhà máy. Dàn lốp của nó biển 15A5574, một chiếc xe khá đẹp cho mọi người. Đó, anh em thấy đây, một chiếc xe mà trang bị cả một cái dàn lốp ở bên trong này, không có một tí gì, máy số zin từ A đến Z. La răng của nó cũng đã sạch đẹp rồi, bậc để chân lên xuống và tất cả mọi thứ của chiếc xe thì khá là ok cho bà con. Vậy thì bà con, các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe Toyota Fortuner 2011 phiên bản số sàn số tự động, máy xăng 2.7V, một chiếc xe cực kỳ cơ bắp và chất lượng cho tất cả mọi người. Và anh em bà con nào đang có nhu cầu quan tâm về cái chiếc xe này thì em nghĩ rằng đây là một chiếc xe cực kỳ hợp lý vì cái chất lượng của chiếc xe thôi. Chất lượng của xe này, con này thì em miễn bản miễn chê về chất lượng rồi. Bên trong xe thì được trang bị một bộ áo ghế bằng da màu kem. Hệ thống trần của nó là trần nỉ nguyên bản và 3 dàn điều hòa. Màn hình Android xịn sò, cam lùi, cam hành trình. Hệ thống táp ly cái phần nhựa của nó, anh em thấy đây. Đây, anh em đây, để dán keo đây. Cái này là người ta dán thảm trải táp lô lên, nhưng mà cái phần nhựa của nó này, nhựa của nó còn quá đẹp này, các bạn thấy đây. Nhựa của nó còn quá đẹp này, tất cả này. Da này, các bạn thấy này, da này. Và đặc biệt là keo chỉ của nó zin này, keo chỉ của nó này. Anh em thấy đường chỉ của nó này, còn rất là đẹp và rất là zin này. Bà con thấy đây. Táp lô, táp ly. Đây, tem dập trên khung nhà máy, sản xuất năm 2011, 7 chỗ ngồi và tất cả những con ốc này của nó còn nguyên đai nguyên kiện. Cam kết cho anh em cột kèo máy số zin. Các bạn thấy đây, máy số zin nhá các bạn nhá. 2011 chạy 8 vạn thì chắc chắn rằng một điều rằng là máy số của nó chưa làm rồi. Các bạn thấy đây, tất cả con ốc của nó còn rất là đẹp. Đó, tất cả còn rất là xịn sò. Nội thất này, nội thất này, trần này. Và đặc biệt cái chân của nó là chân nỉ rồi, nhưng mà điều hòa ba dàn, và đặc biệt cái chân của nó còn phẳng ly và nó rất là đẹp, đúng không ạ? Nội thất ghế da rất xịn sò cho bà con. Vậy thì quý khách hàng cũng như quý bà con, có ba chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe Toyota Fortuner 2011 phiên bản số tự động, máy xăng 2.7V, một chiếc xe cực kỳ cơ bắp cho tất cả mọi người. Tất cả còn nguyên zin, nguyên đai nguyên kiện này, ốc cabo sau này, và tất cả mọi thứ của nó rất là đẹp cho anh em. Nguyên đai nguyên kiện hết bà con nhé, nguyên đai nguyên kiện hết. Đấy, kích kiếc lốp dự phòng của nó bạn nhìn đây, còn rất là mới vào bên trong các bạn thấy đây. Còn rất là mới luôn, gần như là mới. Và các lỉ này, phần ghế này, lỉ phần ghế này. Và keo chỉ của nó thì zin 100% từ A đến Z cho mọi người.
chúng ta sẽ xem phần gầm của nó. Gầm của nó thì khá là ok, các bạn thấy đây, gầm của nó đây. Miễn bàn về chất gầm, miễn bàn về chất gầm. Và đây là phần lốp dự phòng, các bạn thấy đây, lốp dự phòng còn dày rãnh luôn này. À, lốp dự phòng còn quá là ok cho mọi người. Đây có thể nói là một chiếc xe cực kỳ đẹp và rất chất lượng cho quý khách hàng cũng như quý bà con của bác chị em. Vậy thì bà con của bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. Địa chỉ càng của em nằm tại ngay thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Và Tuấn Anh ô tô Hải Phòng rất hy vọng được đón tiếp tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con của bác chị em có thể trực tiếp đến cửa hàng bên em để xem, trải nghiệm và chạy thử về cái mẫu xe này. Em khẳng định với các bạn là đây là một chiếc xe cực kỳ đẹp và zin. Với những chiếc xe 2017-18 hay là 2016-16-15 chưa chắc đã ăn được chiếc xe này. Đây là một chiếc xe cực kỳ đẹp này. Hệ thống gương kính chỉnh điện đầy đủ hết theo xe nhé. À, tất cả táp lô này, à, con ốc bản đề của nó này. Bà con nào đang có nhu cầu quan tâm về cái mẫu xe này thì đây là một chiếc xe cực kỳ hợp lý này. Chân côn, chân phanh của nó này, bà con thấy đây. À, tất cả mọi thứ còn nguyên zin, à, từ những cái hệ thống nhựa, tem dập cứng ở trên đây hay là tem dập lỗi, dập mềm, bậc để chân. Và xe thì trang bị hệ thống ghế điện đầy đủ các bạn nhé. Ghế điện đầy đủ, nội thất rất là ok. Giờ chúng ta sẽ lên xe. À, bật này, vô lăng của nó này khá là đẹp đúng không ạ? À, tất cả hệ thống rất ok. À, màn hình cam lùi, cam hành trình. À, cam hành trình đây các bạn đây, cam lùi đây. À, cam lùi đây, led căng, màn hình Android xịn sò. Có thêm cả những cái phần phụ kiện bên ngoài, hai cầu. À, xe chạy được hơn 8 vạn 4.445 cây. À, chế được cả phần độ lên cả phần gương cột xe. Nếu như nguyên bản thì chiếc xe này không có gương cột xe, nhưng mà cái này thì chủ xe người ta đã độ lên rồi. Và độ lên cái gì thì chúng ta hay cái đấy thôi. À, phần mặt gương chỉnh điện đầy đủ hết theo xe bà con nhé. Và đặc biệt là cái cam hành trình này là một cái cam khá là đẹp cho mọi người. Màn hình Android chúng ta có thể bắt được cả YouTuber luôn. À, đây YouTuber luôn, chạy mạng 4G luôn. À, cực kỳ ổn định. À, điều hòa thì hai dàn 3 vùng điều hòa, cực kỳ đẹp. Và trần của nó anh em thấy nó cực kỳ cứng và nó mịn màng như đẩy xe hàng luôn. Đấy bà con nhé, âm thanh nghe thì con này thì cực kỳ hay luôn. Hai cầu số má đây, tất cả mọi thứ đây, giấy tờ em vừa mới đi mua về xong đầy đủ của chủ xe, chủ trước đây. Chìa khóa còn hai chìa đây, chìa khóa còn hai chìa đây bà con nhé, chìa khóa còn hai chìa, hai chìa này. Đấy, lăn tay ký nháy đầy đủ hết bà con nhé, lăn tay ký nháy chủ xe là Phạm Văn Trường. Đấy, đây giấy tờ đầy đủ hết đây. Đấy, quá là ok. Đăng kiểm tháng 7 năm 2023. À, con này vẫn đăng kiểm 1 năm. Đấy, vừa rồi luật mới là vẫn đăng kiểm 1 năm. Giờ chúng ta sẽ xuống mở phần khoang máy chiếc xe ra để kiểm tra xem chất lượng máy của chiếc xe này xem nó như thế nào, và hệ thống đèn đóm của nó có ok hay không thì chúng ta sẽ cùng xem nhé. Vâng, vậy bà con các bạn chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về một cái chiếc xe mà 7 chỗ ngồi, form dáng cực kỳ chất lượng như thế này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Đây, khoang máy của nó còn em rửa mỗi xe thôi, còn khoang máy thì vẫn còn bẩn nguyên như là xe chưa dùng bao giờ luôn. Đây là phần cabo. Đây chỉ của nó là chỉ zin này, chỉ của nó cabo zin nhá, cabo zin này. Đấy, cabo mỏng tanh luôn này. Đấy, đây là phần cabo Toyota nguyên bản này, tất cả của nó còn rất là zin, rất là zin luôn cho mọi người. Đấy, mỗi chỗ này là nó bị xước này. Đấy, không ảnh hưởng gì. Con này thì cam kết cho anh em là bao anh em là không có đâm va đâm xô tai nạn. Đấy, không ngấm nước. Đầu răng của nó đây anh em có thể nhìn đây, đầu răng của nó này cực kỳ đẹp này. Đấy, tất cả răng trên răng dưới của nó là khá là ok này. Đấy, máy zin, máy còn cực kỳ zin, máy zin keo với chuẩn còn nguyên bản, keo với chuẩn nguyên bản. Và các bạn nhìn thấy cái da máy của nó còn rất là sáng và tất cả còn rất là đẹp. Con này rửa máy sạch sẽ đi thì rất là ok. Đấy, phần keo của nó này. Đấy, anh em thấy đây, thực sự để kiếm một con Fortuner 2011 mà phiên bản số tự động như thế này mà kiếm được con máy zin như thế này thì chắc chắn rằng rất là khó. Con này không cần phải rửa máy luôn, bác nào mua em không cần phải rửa máy, để luôn máy bẩn như này luôn, nó hơi bụi luôn, không ngấm gì dầu rửa dầu. Số má đẹp, máy lổ êm, điều hòa mát, và tất cả mọi thứ còn rất là nguyên zin cho nhà máy. Vậy thì quý khách hàng và quý bà con của bác anh em nào thích độ nguyên bản, thích độ zin thì đây là một chiếc xe cực kỳ hợp lý các bạn. Tất cả còn nguyên zin hết theo nhà máy sản xuất bà con nhé, nguyên zin từ A đến Z, nguyên zin từ cái dép zin đi. Vậy thì quý khách hàng cũng như quý bà con có bạn chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe Toyota Fortuner 2011 phiên bản số tự động máy xăng 2.7V với giá chỉ có tầm 385 triệu đồng thôi là bà con đã sở hữu được chiếc xe này,
Cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con, các bác chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo ạ.